10 nghề tốt nhất cho người ghét deadline, VN Express kinh doanh. Một khảo sát gần đây của CareerCast cho thấy nguyên nhân lớn nhất khiến người lao động cảm thấy stress tại công sở là deadline, hạn chót. Deadline khiến họ phiền muộn hơn cả các vấn đề như sự cạnh tranh từ đồng nghiệp hay công việc cần nhiều thể lực. CareerCast vì thế phân tích dữ liệu từ Cục thống kê lao động Mỹ để tìm ra những được chấm điểm thấp nhất về stress do deadline. Theo đó, các công việc dịch vụ phải tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, tạo ra ít stress nhất. Vì deadline áp lên các vị trí này nghiêng về việc giúp người khác đạt mục tiêu cá nhân nhiều hơn. Dưới đây là danh sách 10 công việc lý tưởng cho những người muốn có áp lực deadline thấp, thu nhập cạnh tranh, tuyển dụng nhanh chóng và điều kiện làm việc thoải mái. Một chuyên gia thính học. Lương trung bình năm 75.920 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 21%. Người làm nghề này phân tích và điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề nghe của bệnh nhân khả năng thăng bằng hoặc các vấn đề liên quan như ưu tai. Hai kỹ sư y sinh. Lương trung bình năm 88.550 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 7%. Những người này kết hợp các nguyên tắc về kỹ thuật với y học và sinh học để thiết kế, tạo ra các thiết bị, máy móc, hệ thống máy tính và phần mềm dùng trong y tế. Ba chuyên gia nắn xương khớp. Lương trung bình năm 71.410 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 12%. Người làm nghề này giúp bệnh nhân giải quyết các vấn đề về thần kinh, xương, cơ bắp, dây chẳng, đồng thời giảm sự đau đớn bằng việc nắn chỉnh cột sống hoặc các thao tác khác. 4 người bảo tồn môi trường. Lương trung bình năm 64.310 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 6%. Các nhà khoa học này giám sát chất lượng rừng, công viên, đồng cỏ và các tài nguyên thiên nhiên khác, đảm bảo hoạt động tại những khu vực này tuân thủ quy định của chính phủ năm chuyên gia dinh dưỡng. Lương trung bình năm 60.370 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 15%. Các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên cho mọi người về lối sống lành mạnh hơn hoặc cách đạt mục tiêu nhất định về sức khỏe hay kiểm soát loại bệnh nào đó qua ăn uống. 6 thủ thư. Lương trung bình năm 59.050 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 9%. Nghề này làm việc tại thư viện công cộng hoặc thư viện các trường học, họ giúp mọi người tìm thông tin và thực hiện các nghiên cứu cho mục đích cá nhân hoặc công việc. 7 kỹ thuật viên trị liệu. Lương trung bình năm 84.270 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 24%. Những người làm nghề này dùng trị liệu để điều trị cho các bệnh nhân bị ốm hoặc chấn thương, tàn tật, mục đích là giúp họ hồi phục, phát triển hoặc cải thiện các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống thường ngày. 8 chuyên gia vận động lương trung bình năm 87.930 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 28%. Những người làm nghề này giúp người ốm hoặc bị thương khôi phục vận động hoặc kiểm soát cơn đau. 9 chuyên gia trị liệu bằng mát xa. Lương trung bình năm 41.420 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 26%. Những người này giúp khách hàng thư giãn, giảm đau và stress bằng cách mát xa. Một không chuyên gia về đọc nói lương trung bình năm 77.510 đô la Mỹ. Triển vọng tăng trưởng nghề nghiệp 18%. Những người này chẩn đoán và điều trị các vấn đề về rối loạn giao tiếp và cổ họng ở trẻ em, người lớn. Hà Thu, theo CNBC.